Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón lưỡi trai cho bé như thế này. Bên trên thì mình có trang trí tai gấu cho phần thân nón thêm xinh xắn. Hoặc là nếu các bạn không thích trang trí tai gấu thì các bạn có thể móc cho mình cái họa tiết tai mèo ở trên thân nón nè. Thì mẫu này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi ha. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo. Và để thực hiện cái mẫu nón này, mình sử dụng sợi dệt màu trơn, sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2 mm. Kim móc thì mình dùng kim móc 3.5 mm ha. Mình sử dụng mũi đơn móc thân nón nên mình sẽ sử dụng đầu kim to hơn sợi len gấp đôi. Đây, đầu kim so với sợi len sẽ như thế này ha. Móc cho bé thì cái phần thân nón của mình sẽ mềm mại hơn. Hoặc là các bạn móc cho người lớn thì sử dụng cho mình đầu kim nhỏ hơn để móc cho phần thân nón của mình được cứng cáp hơn ha. Các bạn cứ so sánh cho mình đầu kim với sợi len là chính xác nhất ha, tùy vào mỗi loại kim á để cho phần thân nón của mình được mềm mại hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và kim khâu len, mình dùng để khâu phần tai vào trong thân nón nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách móc từ thân nón. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên cho mình vị trí này ha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình một màu len khác, sau đó mình sẽ xỏ cái đầu len đó vào trong vòng tròn mình vừa tạo để mình có thể đánh dấu được điểm kết thúc của mỗi vòng. Từ đây móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn màu vàng này nè, quất thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại. Ở đây mình sẽ móc xoắn ốc nên mình sẽ không kết mũi ha. Cái sợi len thừa mình đã luồn vào trong rồi, các bạn sẽ di chuyển cho mình xuống phía dưới để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng này. Và bắt đầu vòng thứ hai nè, đưa cho mình xuống phía dưới. Mình móc xoắn ốc nên các bạn sẽ di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc 1 này nè. Thì đây sẽ là chân móc mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Một, hai. Đây, sợi len mà mình đưa xuống nó sẽ giúp mình đánh dấu được đây là điểm kết thúc của vòng 1 và bắt đầu vòng thứ hai ha. Ở vòng móc thứ hai mình sẽ có 6 chân móc của cái vòng thứ nhất. Thì 6 chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình liên tục. Mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn ha. Thì chân đầu tiên mình đã móc rồi nè, tiếp tục chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu, chân móc cuối cùng, móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là mình kết thúc được vòng thứ hai ha. Và số mũi móc của vòng thứ hai nó sẽ gấp đôi so với vòng thứ nhất, ta có được 12 mũi móc đơn nè. Để tiếp tục vòng móc thứ ba, đưa cho mình cái sợi len lên phía trên để ta đánh dấu được nè điểm kết thúc của vòng này. Vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Đây là chân đầu tiên ha, móc vào một mũi móc đơn.
Khi có được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì tiếp tục chân móc thứ hai, ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc vào đây hai mũi móc đơn. Như vậy là mình có được một cụm đầu tiên, một mũi móc đơn ở một chân móc và hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Lúc này vòng móc thứ ba của mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này ha. Cụm thứ hai nè, một mũi móc đơn. Chân kế bên hai mũi móc đơn. Tiếp tục cụm thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Như vậy là mình kết thúc được vòng móc thứ ba. Và vòng móc thứ ba của mình sẽ tạo ra được 6 cụm liên tiếp. Ta sẽ tăng được 6 mũi nè. Một cụm nè. Một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân ha. Cụm thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Vòng móc thứ ba mình cũng tăng lên được 6 mũi móc. Thì tiếp tục vòng móc thứ tư, đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để mình đánh dấu điểm kết thúc. Vòng thứ tư sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Hai chân móc đầu tiên, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha. Đây, chân đầu tiên nè, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai móc một mũi móc đơn. Thì khi đã có được hai mũi móc đơn, chân thứ ba sẽ móc vào hai mũi móc đơn cùng chân ha. Mình sẽ có được một cụm như thế này. Hai mũi móc đơn mỗi chân và hai mũi móc đơn cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm móc này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Và chân móc thứ ba là hai mũi móc đơn cùng chân. Ta có cụm móc thứ hai ha, móc tương tự cho mình đến hết. Sau khi đã móc được đến cuối vòng, ta cũng có được 6 cụm tương tự như thế này ha. Vòng móc thứ tư mình cũng có 6 cụm nè. Thì tiếp tục các bạn cứ móc xoắn ốc cho mình như thế này. Kết thúc mỗi móc thì mình cứ đưa cho mình sợi len lên và xuống để đánh dấu điểm kết thúc của mỗi vòng nha. Các bạn cứ móc xoắn ốc tương tự như thế này cho mình, cứ mỗi vòng móc mình sẽ tăng khoảng cách của hai mũi móc đơn cùng một chân móc lên. Ví dụ như ở đây mình móc hai mũi móc đơn mỗi chân xen hai mũi móc đơn cùng chân, thì vòng kế tiếp sẽ là ba mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha. Kế tiếp nữa sẽ là bốn mũi xen kẽ hai mũi cùng chân. Móc xoắn ốc như vậy cho mình cho đến khi vòng tròn này nó đạt vừa với vòng đầu của bé là được. Đây mình sẽ tăng cái kích thước này lên nè, tăng lên một mũi móc, hai mũi thì tăng lên ba mũi, sau đó là bốn mũi, và cứ móc xoắn ốc liên tục như vậy ha. Thì mình sẽ có một cái cách tính đơn giản nhất cho vòng đầu. Số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo ha. Và khi đã có được cái số đo vòng đầu rồi, các bạn sẽ sử dụng cho mình một mẫu thước dây. Các bạn sẽ sử dụng cho mình 1 cm của thước dây.
Sau đó mình sẽ ướm vào 1 cm, nó sẽ tương đương với bao nhiêu mũi móc bên dưới. Thì ở đây của mình 1 cm tương đương với 2 mũi móc nè. Khi có được cái kích thước 1 cm này rồi, các bạn sẽ tính cho mình theo cái công thức mà mình đưa ra ở bên dưới ha. Của mình 1 cm sẽ tương đương với 2 mũi móc đơn. Thì ví dụ như mình làm ở đây vòng đầu là 45 cm, thì 45 cm này nó sẽ tương đương với bao nhiêu mũi móc đơn? Các bạn sẽ tính cho mình theo công thức nhân chéo, tức là sẽ lấy số vòng đầu mà mình có được nhân cho số mũi móc đơn. Được bao nhiêu rồi ta sẽ lấy tổng đó chia ngang, tức là mình sẽ chia cho 1 cm. Thì dựa trên công thức của mình sẽ có cách tính như sau. Ta sẽ lấy 45 nhân cho 2 nè, tổng này được bao nhiêu đem chia cho 1 cm ha. Thì cái bài toán của mình nó sẽ ra được là 90 mũi móc. Các bạn sẽ đưa cho mình số 90 này lên cái phần còn trống bên trên. Tức 90 này sẽ là tổng số mũi móc cuối cùng của cái vòng mà mình thêm ha. Nó sẽ tương đương với số vòng đầu mà các bạn có được. Thì cái công thức này có thể áp dụng cho tất cả các cái vòng đầu ha. Thì mình cứ móc xoắn ốc liên tục như vậy cho đến khi tổng số mũi móc của mình đạt được tổng số mũi móc mà mình vừa đưa ra là được ha. Cứ mỗi vòng móc sẽ tăng kích thước lên nè. Ở phía dưới là 2 mũi móc đơn vào mỗi chân, xen 2 mũi móc đơn cùng chân, thì hàng phía trên sẽ là 3 mũi mỗi chân ha. Xen 2 mũi cùng chân. Được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ là 2 mũi móc cùng chân. Móc xoắn ốc tương tự cho các vòng móc còn lại ha, và cũng tăng size đều cho đến khi tổng số mũi móc của mình đạt được tổng số mũi móc mà mình vừa chia ra ha. Sau khi các bạn đã thêm cho mình được nhiều hàng móc tương tự như vậy, cũng tăng size nè, thì lúc này cái cụm móc của mình nó sẽ thay đổi. Ta sẽ có nhiều số mũi móc mỗi chân hơn so với các cái hàng móc bên trên ha. Và vòng tròn của mình lúc này nó đã có được tổng số mũi móc mà mình vừa tính được. Thì đối với cái hàng móc cuối cùng này, không nhất thiết khi các bạn móc được tổng số mũi móc đó nó sẽ nằm ở cuối hàng móc ha. Nó có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào của cái vòng móc này, mà không phải là cái điểm đầu và cuối mà mình đánh dấu ha. Miễn làm sao mà cái vòng tròn này nó đạt được cái số mũi móc là được. Và khi đã đạt được cái số mũi móc rồi thì bây giờ mình sẽ không tăng mũi nữa. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 1 mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Đối với một số bạn mà có thể nhận biết được 2 mũi móc cùng chân nè, thì ta có thể để ý 2 mũi móc cùng chân của hàng phía trên nó sẽ nằm ở chân thứ 2 của 2 mũi móc cùng chân ở hàng phía dưới. Thì tất cả các cái hàng phía trên nó đều như vậy ha. 2 mũi cùng chân phía trên nó sẽ nằm ở chân thứ 2 của 2 mũi cùng chân phía dưới. Đây là cách đơn giản nhất để các bạn có thể tăng size cho những bạn mà mới tập móc ha. Thì khi ta gặp cái chân thứ 2 của 2 mũi móc cùng chân thì ta cứ móc vào chân thứ 2 đó 2 mũi. Nhưng ở đây mình sẽ không tăng size nữa, mình sẽ móc đều. Mỗi chân là 1 mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Móc tương tự xoắn ốc cho mình cho các hàng móc còn lại cũng vậy ha. Cứ mỗi chân là 1 mũi móc đơn và ta sẽ móc cho đến khi ta đạt được cái chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng á, nó sẽ đạt được đến cái phần tay của bé là được. Thì cái chiều cao này mình cũng có để ở phần mô tả, các bạn cũng có thể nhấp vào link tham khảo ha. Mỗi chân mình sẽ móc 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và cứ móc xoắn ốc như vậy ha, cho nhiều hàng móc nữa. Sau khi đã tăng thêm được nhiều hàng móc thì lúc này chiều cao từ phần đỉnh nón đến hàng mà mình thêm cuối cùng nè, từ phần đỉnh nón đến hàng mình thêm cuối cùng ha,
Nó sẽ nằm trong tầm khoảng 14 cho đến 15 cm. Thì các bạn cũng có thể tham khảo ở phần mô tả nha. Khi đã đạt được cái chiều cao của thân nón rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần lưỡi. Đây là điểm kết thúc của mỗi vòng móc nè. Thì khi móc đến cái phần lưỡi, các bạn sẽ không cần phải dựa vào cái điểm này nữa. Ta sẽ tiến hành rút cái sợi len thừa ra ha. Để móc cái hàng móc đầu tiên của phần lưỡi, móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Được một mũi móc đơn rồi, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 Như vậy là mình được một cụm chân móc nè. Một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến khi ta đạt được gần một nửa so với số vòng đầu ha. Một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn cùng chân. Móc tương tự cho đến khi ta đạt được gần một nửa của vòng đầu ha. Sau khi đã thêm được nhiều cụm móc thì lúc này các cái hàng móc mà mình thêm ở đây nè, nó sẽ có được độ dài tầm khoảng gần một nửa so với cái vòng đầu. Thì các bạn sẽ tiếp tục móc vòng móc thứ hai, lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai của cái phần lưỡi trai á, thông thường thì mình sẽ móc vào chân đầu tiên, nhưng ở đây mình sẽ không móc vào chân đầu tiên mà các bạn sẽ bỏ qua chân đó và di chuyển kim đến chân thứ hai, móc vào một mũi móc đơn. Từ đây sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Cứ mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cái cụm đầu tiên mà mình móc của phần vành nón ha. Sau khi móc cái mũi móc đơn đến cụm đầu tiên của hàng thứ nhất, thì đây là cụm đầu tiên của hàng thứ nhất ha. Một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Ta sẽ chụm lại hai mũi móc đầu tiên của hàng móc này thành một mũi móc. Thì cách chụm như sau. Ta sẽ chụm lại cái mũi móc đơn đầu tiên và mũi thứ nhất của hai mũi cùng chân nè. Đâm kim vào cái chân đầu tiên, kéo lên. Lúc này trên kim có hai mũi móc ha. Tiếp tục đâm kim vào chân còn lại là chân cuối cùng của phần vành á. Kéo lên. Trên kim của mình có 3 mũi thì ta tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hai mũi ở phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên. Từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Đây sẽ là chiều dài của phần lưỡi trai ha. Nó sẽ bằng gần một nửa của vòng đầu. Để móc các cái hàng móc tiếp theo thì cái mũi móc đầu tiên các bạn đều bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên và mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi móc đơn. Từ đây sẽ móc cho các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Đến cuối hàng thì chừa lại hai chân móc cuối cùng và mình sẽ chụm lại hai chân móc cuối cùng này thành một chân. Đây sẽ là hai chân móc cuối cùng nha. Ta sẽ chụm lại hai chân móc cuối cùng này thành một chân. Cách chụm tương tự như cái mũi chụm mà mình vừa hướng dẫn á. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi phần lưỡi của mình nó đạt được một độ rộng nhất định. Tầm khoảng 6 cho đến 7 hàng móc là được. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Và ở mỗi hàng móc luôn luôn giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối nha.
Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 6 hàng móc tương tự như nhau, đều giảm một mũi ở đầu và cuối. Thì tính luôn cả cái cụm mà mình thêm, lúc này phần vành của mình sẽ có tổng cộng là 7 hàng móc. Và nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân nón. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Đối với những bạn nào mà kết thúc hàng móc của mình nó nằm ở bên này thì mình sẽ tiến hành viền từ đây qua trước. Còn ở đây mình kết thúc ở điểm này nên mình sẽ viền ở cái phần vành nón trước ha. Ở mũi móc đầu tiên của cái phần viền ở lưỡi trai á, ta cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến đầu của lưỡi trai bên này nhé. Viền được đến cái đầu lưỡi trai bên này rồi thì ở đây thông thường mình sẽ giảm hai chân đầu tiên thành một mũi, nhưng mà ở đây các bạn sẽ không giảm mũi nữa, ta sẽ móc luôn vào chân cuối cùng một mũi móc đơn. Phần lưỡi của mình có 6 hàng móc giảm đầu và cuối nè, thì lúc này các bạn sẽ có cho mình 6 chân móc. Chân đầu tiên là mình vừa móc mũi móc đơn vào đó rồi, thì tiếp tục mình sẽ di chuyển kim đến chân móc thứ hai là cái chân của hàng phía dưới này nè, móc vào đó một mũi móc đơn, ta sẽ có được mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục chân móc phía dưới nè, ta có mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Thì phần thân hông của lưỡi trai bên này mình sẽ có được 6 chân móc viền. Để tiếp tục nối cái phần viền này với cái phần thân thì ta sẽ bỏ qua cái chân mà mình móc cuối cùng của cái hàng mà mình thêm á. Đây ta sẽ không móc vào cái chân của cụm này mà mình sẽ di chuyển kim đến cái chân bên cạnh này. Bỏ qua chân này nhé, móc vào chân này nè, một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Tương tự cho mình cho đến thân hông bên kia của lưỡi trai. Đến phần thân hông còn lại của lưỡi trai. Thì khi móc cái hàng móc này nè, mình móc liền luôn với cái phần lưỡi. Ta chỉ còn lại 5 chân móc ở cái phần lưỡi này thôi, thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc kế cái hàng mà mình vừa thêm á. Đây, móc luôn vào cái chân móc này nha. Ta sẽ có mũi móc thứ nhất cho cái phần vành nè. Móc đơn thứ nhất cho phần vành nè. Tiếp tục di chuyển kim đến chân kế bên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu. Thì lúc này cạnh còn lại của mình cũng có được 6 mũi móc đơn bằng với số mũi móc đơn của thân hông bên này ha, 6 mũi nè. Kết thúc phần lưỡi này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình móc phần vành á, móc một mũi dời, kéo vào cắt len. Sợi len thừa của mình đang nằm ở phía ngoài, dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời và kéo sợi len ra phía sau, kéo căng sợi len nè. Ta sẽ hoàn tất được phần vành nón ha.
giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Sau khi giấu được sợi len thừa thì mình sẽ hoàn tất được phần lưỡi của nón như thế này. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình một cái phần tay gấu để trang trí cho thân nón. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần tay này ha. Đầu tiên tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn liên tiếp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Khi có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn rồi, nắm sợi len ngắn cút thật mạnh vào, cho vòng tròn nhỏ lại. Di chuyển kim đến mũi kép đơn đầu tiên, móc vào chân móc đó một mũi dời. Từ đây lên 2 xích. Ta có được vòng móc đầu tiên với 12 mũi kép đơn. Ở vòng móc thứ hai, ta sẽ có được 12 chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào 12 chân đó, mỗi chân là 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời ha, móc vào 2 mũi kép đơn. Chân thứ hai tương tự, móc 2 mũi kép đơn vào chân thứ hai và móc tương tự cho đến hết vòng. Khi đã móc được đến cuối vòng thì vòng móc thứ hai sẽ có số mũi móc gấp đôi so với vòng móc thứ nhất. Kết thúc vòng móc thứ hai, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên 2 xích. Lúc này vòng móc thứ hai nó sẽ giúp mình có cái độ rộng như thế này rồi. Thì từ cái vòng móc thứ ba cho đến các vòng móc còn lại mình sẽ móc đều và không tăng mũi nữa. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm cho mình tầm khoảng 1 cho đến 3 hàng móc nữa để cho cái phần tay của mình nó đạt được cái chiều cao nhất định. Ở đây mình đã lên được 3 hàng móc đều nhau, lúc này phần tay có 5 hàng móc. Kết thúc vòng móc này cũng móc một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len dài để ta sử dụng kim khâu khâu cái phần tay này vào trong thân nón. Mình sẽ móc hai tay tương tự như nhau. Sau đó sẽ khâu vào trong thân nón, khâu hai bên đều nhau như thế này. Thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu nón lưỡi trai tay gấu như thế này ha. Chúc các bạn thành công!